Ôi Lại lại mà không đi đâu chơi à? ồ quên mất Tưởng bảo đi Hưng Yên nhưng mà. Hay đi Thái Bình nhưng mà. hôm nay 30/4 quên mất anh em này phải đi đâu đúng không, quên mất rồi. Không sao, tại vì đọc sách là rất tốt các bạn. Đọc sách rất là tốt, mình khẳng định quý vị, có nhiều quyển sách rất là hay, có những quyển sách sẽ tu luyện, Quản lý dòng tiền thông sẽ làm minh. cho chúng ta thay đổi được cái tư duy nhận thức, đặc biệt những quyển sách bán chạy mà một đề tài nào đó. Quý vị xuống ở dưới cái chỗ link liên kết ấy, có một quyển sách rất hay. Mọi người nhé, tại sao mà mình đang sống ở trong một cái khuôn viên ngay tại Hà Nội thế này mà rất là đẹp, có cả cây cối ấy, rất là rộng. Đó là sách đấy quý vị. Sách sẽ mang lại cho quý vị tiền bạc, sách sẽ mang lại cho quý vị rất là nhiều thứ. Nhớ nhé.